Dạ, mến chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước. Hiện tại thì em đang có mặt ở vườn ươm quê hương em Chợ Lách Bến Tre hả anh chị? Cơ sở của em là ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cô chú anh chị nào ở gần thì có thể đến trực tiếp bên trại giống bên em để tham quan mua giống ha. Rồi, cái giống hôm nay mà em giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị là cái giống mận xanh đường ha. Thì đây thật sự ra nếu mà nói ngọt thì nhiều anh chị không tin ha. Bây giờ em sẽ có cái máy đo đo cái độ đường anh chị, cái máy quang phổ mà quang học để đo độ đường á. Ở đây ha, để em đo thử cái độ ngọt của cái trái này như thế nào. Đây. Này thì nó sẽ đo được cái độ ngọt là từ hình như là từ 10 từ 0 cho tới 40% anh chị ha, độ ngọt 0 tới 40% nha. Trước khi em đo em sẽ vệ sinh kỹ cái thấu kính của nó cái đã ha. Rồi để em vệ sinh kỹ cái thấu kính của nó phát rồi mình sẽ bắt đầu tiến hành đo xem coi cái trái mận xanh đường này nó ngọt cỡ nào hả anh chị. Ok, bây giờ mình sẽ vào video luôn ha. Thì em sẽ lấy mẫu tiến hành vệ sinh cái máy cũng như là lấy mẫu. Rồi thì sau khi mà bên em đã vệ sinh cái máy đo độ ngọt của trái cây anh chị, là từ cái máy này là đo từ 0 cho tới 40% ha. Thì cái loại mận này thì nó dao động chắc ở tầm khoảng, em nghĩ chắc mười mấy phần trăm thôi, mười mấy 20 thôi, chứ thật sự không không hơn được 40% đâu chị. Nên cái máy này đo là ok rồi ha, để dành chuyên đo trái cây ha. Đây là cái trái mận xanh đường ở Sóc Trăng anh chị. Thì khi mà trái chính á, cái gân nó nổi lên anh chị thấy ha, hôm em có quay á, chia sẻ anh chị cái gân nó nổi lên, thấy gân gân nè. Nó khác với những cái giống mận xanh đường bán ngoài chợ nha anh chị. Cái mận này á là chỉ có ở Sóc Trăng thôi nha, và không hề có bán ở ngoài nha. Những cái địa điểm mà bán ngoài chợ là không phải là mận này nha anh chị. Và cái đít của nó anh chị thấy nó hơi hồng hồng nè ha, để quay gần lại cho anh chị xem nè. Đây, cái đít nó hồng hồng ha, anh chị thấy không ha, mận nè, xanh đường ha, nó lên gân đường rồi nè. Bây giờ em sẽ tiến hành lấy mẫu ha, lấy mẫu để mình đo thử cái độ đường của nó là bao nhiêu, cái màu xanh. Bây giờ em sẽ tiến hành lấy mẫu để mình bắt đầu thử cái độ ngọt của nó ha. Test máy trước anh chị, xem máy nó ok không. Rồi ok, thì cái máy bình thường anh chị, khi mà nó chưa có dung dịch trong đây, vệ sinh cho nó kỹ, nó dính chùi cho sạch anh chị, chùi cho sạch cho đo kết quả chính xác nha. Tí em quay xong rồi em lại đó cho anh chị xem kết quả luôn ha, đọc kết quả luôn. Ok, này thì lấy mẫu rồi mình cắt cắt lấy nước của, tại vì cái này có nước anh chị, bóp lấy nước của nó là được ha. Đây, đây mận xanh đường nè chị thấy ha, quay cho anh chị xem nè, trái mận nè giòn lắm nha anh chị, cứng lắm nha. Mận này là toàn bộ là có hột nha, đa số là có hột ha. Đó, chị thấy ha. Rồi bắt đầu em sẽ tiến hành lấy mẫu nha. Này thì mình chắc là mình sẽ làm cho nó dập dập lấy nước rồi chị. Mặn thì có nước rồi dễ anh chị. Một giọt ha, này như ba giọt là được anh chị. Cứng quá anh chị, giòn cứng quá, chắc hai giọt đủ rồi. Ok, giờ sẽ đậy lên nha. Chờ đem kiểm tra xem coi kết quả như thế nào đi. Ok, có kết quả nha anh chị, độ ngọt của nó là 10% ha. Thử tán là đều đều xíu rồi. Đó là ok, 10%. Bây giờ em sẽ tiến hành lại gần đó để cho anh chị xem cái kết quả nè, đọc kết quả trên đây ha. Quay sao cho anh chị thấy kết quả rõ ta. Đây đây đây, chị thấy ha. Đó. Chị thấy kết quả chưa, hiện ra này ha. Cái lằn trắng nó lên tới đâu á là cái độ đường nó nằm ở mức đó nha anh chị.
cơm này. Nãy gõ quá sao giờ không gõ, chị để em lấy camera xuống nha. Quay cho chị xem. Đó chị thấy ha, đó. Đây là kết quả chính xác của nó nè anh chị ha. 10% nha anh chị. Độ ngọt của cái mận là 10%. Ok, đó là cái kết quả mà mình đo bằng cái máy đo độ ngọt ha. Thế mận xanh đường nè. Giống mận xanh đường của Sóc Trăng anh chị, mận xanh đường. Ha, khi trái nó lên gân nè anh chị. Và cái đít của nó hơi hồng hồng anh chị thấy không ha? Nó khác biệt với những cái giống mận xanh ở trên thị trường nha. Cái phơm trái với lại nó nặng, cầm nặng tay lắm chị. Và nó giòn lắm chị, cứng lắm, thịt nó cứng. Cứng nhắc à. Ok, đó là cái giải đáp thắc mắc cho tất cả cô chú anh chị nha.